Trong hai ngày 23 và 24 tháng 3, tại huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra mưa đá to. Trận mưa đá đã làm sập hàng rào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đắc Nam và nhà màng ươm rừng liệu tại xã này. Huyện đã yêu cầu các địa phương này thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra để có hướng hỗ trợ xử lý. Để hạn chế ảnh hưởng do mưa đá gây ra, Ủy ban nhân dân các xã nêu trên đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường và nhốt gia súc gia cầm cẩn thận. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có trên 1,6 nghìn hecta nuôi tôm tại 6 tỉnh bị thiệt hại, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng diện tích xác định được bệnh là khoảng 688 hecta, con số này chiếm 42,7% tổng diện tích tôm thiệt hại. Theo Cục Thú y, diện tích xảy ra nhiều nhất là tại tỉnh Cà Mau, kế đến là Bạc Liêu, Trà Vinh và các địa phương khác. Theo ghi nhận của ngành thú y, tôm nuôi bị các bệnh phổ biến như hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh đốm trắng VKND, bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan tiểu mô, bệnh do vi bào tử trùng EHP, hội chứng phân trắng. Theo Cục Thú y, về cơ bản hiện nay vẫn kiểm soát tốt và hạn chế thiệt hại do một số dịch bệnh nguy hiểm trên tôm, không để các bệnh nguy hiểm xâm nhiễm vào trong nước như đầu vàng, hoại tử gan tụy, teo gan tụy, hoại tử cơ. Trong năm 2023, ngành thú y lên kế hoạch và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh ở trên tôm nuôi. Theo đó, tăng cường theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên tôm ở các địa phương, tổ chức giám sát dịch bệnh tại các vùng nuôi, đồng thời tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh tại một số vùng nuôi trọng điểm. Cùng với đó, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, hỗ trợ phối hợp với các chi cục chăn nuôi, thú y địa phương thẩm định, công nhận an toàn dịch bệnh đối với các cơ sở sản xuất tôm giống. Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh lúa gạo, đặc biệt trong giai đoạn thu mua vụ đông 2022-2023, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động cân đối, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến, tạm trữ lúa gạo, kinh doanh xuất khẩu gạo, không để xảy ra tình trạng khách hàng phản ánh gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, dẫn tới ách tắc trong khâu thu mua lúa gạo trên địa bàn. Bám sát diễn biến tình hình thị trường và việc cho vay ngành gạo của các ngân hàng thương mại trên địa bàn để kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, thống đốc Ngân hàng Nhà nước các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Các đại biểu đại diện cho 9 quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan bao gồm nước chủ nhà đăng cai hội nghị Nhật Bản, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan đã kết thúc cuộc họp kéo dài 3 ngày của Ủy ban nghề cá Bắc Thái Bình Dương tại Sapporo, Nhật Bản. Đi đến thống nhất, bắt đầu thực hiện giới hạn sản xuất đánh bắt cá thu đao Thái Bình Dương của tất cả các quốc gia thành viên xuống còn 250.000 tấn, giảm từ con số 330.000 tấn hiện tại. Ngoài ra, các hoạt động khai thác đánh bắt ở một số ngư trường khác cũng sẽ bị cấm tiệt vào tháng 6 và tháng 7 để đảm bảo cá thu đao con. Các đại biểu cũng nhất trí giảm 10% số lượng tàu đánh cá so với năm 2018 hoặc giới hạn thời gian đánh bắt không được vượt quá 180 ngày trong năm.